Chào các bạn, tôi mới làm mấy clip về đá quý. Thực ra là tôi cũng chẳng muốn chia sẻ đâu các bạn, tại vì tôi đi học cái môn đá quý, tôi đi học ở nước ngoài, mặc dù mình có học bổng thật nhưng mà cái trị giá của nó rất lớn. Tôi là người đầu tiên học giám định đá quý ở nước ngoài, còn tất nhiên Việt Nam có nhiều người các bạn nhé, nhưng đấy đa phần mọi người đều chỉ là dân bên địa chất học một vài khóa chứng chỉ, còn học đào tạo bài bản thạc sĩ ở nước ngoài như tôi không có đâu, nên là tôi cũng chẳng muốn chia sẻ. Nhưng mà có một số người lại còn vào dạy dỗ hướng dẫn tôi phải thế này phải thế kia, phải dùng cái này phải thế kia, nên là đã thế thì tôi không muốn nói, nhưng mà lại còn thích dạy tôi, nên là tôi bóc phốt luôn cái dân làm đá ở Việt Nam đang dùng cái công cụ này để lừa đảo các bạn, nên là các bạn phải cảnh giác. Đây là cái công cụ, tôi nói thẳng trước nhé, tên của nó là Diamond Selector, là chỉ dùng để đo sự dẫn nhiệt của kim cương, tại vì là chỉ kim cương nó dẫn nhiệt tốt hơn các cái loại đá quý khác, nên người ta dùng để đo dẫn nhiệt của kim cương và cũng để phân biệt kim cương thật, kim cương giả trước đây thôi. Còn bây giờ thì cái công nghệ làm kim cương nó giả nó giỏi lắm, nên là nhiều khi cái bút này nó chả tác dụng, nên là bọn tôi học giám định không bao giờ dùng đến cái này các bạn ạ. Cái này là chỉ dành cho kiểu chip hôi không biết gì thì người ta cầm, còn mình là chuyên gia không bao giờ dùng những cái đồ trẻ chơi trẻ con này để đi giám định. Nhưng mà khi tôi để ý, tôi vừa mới xem những cái clip trên mạng thì phần lớn, kể cả dân giám định hay là dân buôn đá, đặc biệt dân buôn đá, dân mua đá ở Việt Nam đều lấy cái này để thử độ cứng nhá các bạn nhé, và đánh giá đá quý. Họ bảo là đá cao lên mức 7 này thì là thạch anh, tức là họ nhầm lẫn cái dẫn nhiệt này với độ cứng. Và chính vì thế họ lừa, họ bán được rất nhiều đá các bạn ạ. Tôi chả biết là người ta nghĩ thế nào để dùng cái dẫn nhiệt để đo sang độ cứng mà mọi người vẫn dùng được. Rất là nguy hiểm, rất là lừa đảo nó một cách trắng trợn luôn. Nhưng mà tại sao mà trên thị trường Việt Nam lại thậm chí có những cái kênh chuyên về hướng dẫn xem đá, kiểm tra đá, họ lấy này để kiểm tra đá các bạn ạ. Rất là nực cười. Bây giờ tôi sẽ lấy bốn cái loại đây, toàn thạch anh linh các bạn ạ. Thạch anh linh tím này, thạch anh linh xanh này, thạch anh linh trắng này, thạch anh linh đỏ này. Và nếu như đúng người ta nói ở đây là nó sẽ thạch anh thì nó là 7 đúng không? Độ cứng. Tôi không nghĩ là cái dẫn nhiệt này mà người ta lại mang đi lừa để bảo là độ cứng, thì tôi cũng thấy lạ. Lên được không các bạn? Lên được 2 thì chẳng nhẽ đây là 2 này. 2 này thì chẳng nhẽ đây không phải là thạch anh hả bạn? Này. Tức là cái dẫn nhiệt nó có dẫn làm sao dẫn được nhiệt. Tôi thấy có những kênh họ làm hàng chục, hàng trăm cái clip lừa đảo dùng cái này để đo độ cứng rất là kinh khủng. Này, đo độ cứng này các bạn này. Đây là dẫn nhiệt làm sao đo được độ cứng, tức là hai thứ nó khác nhau. Nó dẫn nhiệt nó chỉ là 2 thôi. Tôi bó tay với những cái ông rất nực cười các bạn. Giống kiểu mình là chuyên gia, mình nhìn giống như kiểu là dùng thìa để gắp mì, ăn mì các bạn. Rất là ngứa mắt. Đây toàn thạch anh chuẩn mà nó đây độ cứng này đều là 2 này đúng không, làm sao dẫn được cái nhiệt. Để tôi thử dẫn nhiệt vào tôi này. Ui giời, tôi còn dẫn nhiệt 4, người tôi độ cứng còn hơn cái đá các bạn, mình cứng hơn đá, là sao đo linh tinh được đúng không. Đây tôi đi đo gỗ này, gỗ không có gì đúng không, không dẫn được này. Cũng 2 giống hết nhau, thạch anh linh đều là 2. Đấy, tuy ruby của tôi là 9 này. Rồi tại sao mà mọi người lại để lừa kinh khủng thế nhỉ? Tôi thấy là lừa đảo.
màu trắng bát trợn luôn các bạn ạ. Rồi, còn không có gì luôn này. Off này, on này. Ui giời. Đây là bật là mức độ nó mạnh nhất rồi. Cái này thì lên tận 10 luôn đúng không? Nếu mà vặn hết cỡ để cho nó nhạy hơn thì lên 10 luôn. Nó lùi xuống một tí đúng không? Ở mức trung bình này. 7 thôi. Ruby của mình làm sao lên được 7? Đây là tôi vặn cho nó nhá, mạnh hơn, tức là nó đo không chính xác. 5,5. Đấy. Bản thân máy đo không chính xác, mỗi lúc một kiểu đúng không? Đây là vặn ở sẵn mức 4, bây giờ nó phải lùi xuống này. Đây là không có gì này, bắt đầu lùi lên một chút này. Đấy, lùi lùi đây lại mạnh quá đúng không? Tức là nhiều khi người ta vặn mạnh quá thì này, nó tự nó lên 10 luôn này thì là không chính xác này. Chúng ta chỉ cho đúng cái một cái vạch, ban đầu nó chỉ còn được một vạch thôi. Đây, một vạch này. Đây là hai vạch mất rồi, một vạch này. Để hai vạch thì nó lên 3, tức nó lên 1. Có thể là người ta sẽ lừa bằng khi là chạm vào người ta vặn xoay nhanh lên, các bạn hiểu không? Tức là bình thường cái này nó chỉ được 3,4 và khi chạm vào người ta sẽ xoay nhanh lên. Đấy, các bạn hình dung không? Nhưng xoay nhanh lên thì là cái này nó lên 9 thì lại không chính xác. Và có thể người ta sẽ lừa các bạn như thế. À, đúng rồi. Đây là người ta sẽ lừa, người ta sẽ xoay lên. Đấy, báo động đỏ. Còn nếu mà để mức thấp này làm sao nó lên được? Nó không lên này. Đây nha, tôi mồi sẵn hai vạch. Hai vạch thì nó lên 3 hoặc lên 4. Đấy, lên được 4 thôi. Nó lên thêm được hai vạch. Đây là 3 thôi. Không lên được các bạn. Đây này, đo Ruby này. Ruby xịn lên được 5, 6 này. 7 này. Đấy, làm sao lên được? Không thể lên được. Nên là đây, nếu mà đúng với mức này xem cơ thể thôi này. Đấy, dẫn nhiệt của mình lên tận 4 ngang Ruby. À, tức là một cái máy này nó bản chất là đo kim cương, và hôm tới tôi sẽ mua cái kim cương thật với kim cương giả, tôi sẽ đo cho các bạn xem thì các bạn mới thấy là nó có tác dụng đo kim cương hay không. Còn trên thị trường bất cứ ai dùng cái máy này đo độ cứng đều là lừa đảo hết các bạn nhé. Bất cứ ai đã dùng máy đo kim cương để đo cái không phải là kim cương thì đều là lừa đảo, nên là các bạn không nên sử dụng cái này. Trong giám định chúng tôi không bao giờ dùng cái đồ chơi kiểu trẻ con này các bạn nhé, vì nó không tác dụng đâu. Có rất nhiều những cái kim cương trên thị trường nó làm được độ dẫn điện dẫn nhiệt y hệt kim cương thật các bạn nhé. Nên là các bạn đừng tin vào những cái máy này, nó không có tác dụng gì cả. Ngày xưa thôi, có thể là 5-10 năm trước thì khi cái trình độ làm kim cương nhân tạo của người ta nó chưa thực sự rõ nét và xuất sắc thì chúng ta dùng được những cái máy này. Nhưng mà bây giờ thì cái trình độ người ta làm cái dẫn nhiệt nó cao cấp rồi, nó y hệt rồi thì những cái máy này không tác dụng. Chúng tôi học giám định kim cương 3 tháng trời không hề dùng những cái này các bạn nhé, vì nó là đồ chơi trẻ con, không ai dùng đồ chơi trẻ con để đi giám định, không thể giám định được. Tại vì là như tôi nói rồi, người ta làm bây giờ trình độ người ta làm giả y hệt rồi, thậm chí là như tôi có nói là dùng cái phổ Raman nhé các bạn nhé, dùng cái phổ Raman ở trong này này, có nghĩa là người ta đo hiện đại bằng cái phổ sóng này như này, cao cấp bằng cái phổ sóng này, chỉ cần nhìn một cái phổ sóng nó hơi khác một chút là mình biết là đây là kim cương Nga hay là kim cương của Mỹ, và kim cương nhân tạo cho vào nó chạy ra cái phổ sóng khác nhau. Thế mà có những cái loại nhân tạo người ta đã làm giả đến mức là khi chạy vào cái bước sóng giống cái điện tâm đồ này, nó ra được bước sóng y hệt cái đá thật, thì cái độ gì ạ, độ làm giả dẫn nhiệt trẻ con này thì người ta thừa sức người ta làm các bạn ạ. Như này ra
phổ Raman của kim cương tôi có in trong 70 này để các bạn biết nhé các bạn này. Khi đo kim cương nó phải ra đúng phổ này mới là kim cương các bạn, còn phổ khác thì nó không phải là kim cương, thì đấy mới là cái để một trong những cái để chúng ta đánh giá thật rẻ. Chứ cái, chúng ta không dùng cái đồ chơi trẻ con này để xem kim cương được đâu. Tôi sẽ nhập một loại kim cương thật, một loại kim cương giả, và tôi đi tìm lại cả cái nhẫn cưới của tôi có kim cương. Tôi sẽ xem ba loại, à đúng rồi, tôi sẽ xem là khi tôi mua nhẫn cưới có kim cương, tôi mua một hãng khá nổi tiếng ở Việt Nam là xem người ta gắn kim cương thật hay kim cương giả các bạn nhé. Và nó chỉ có tác dụng đo độ dẫn nhiệt thôi, tại vì nhiều khi là các bạn dùng cái này, các bạn bấm vào cái viên kim cương giả nó dẫn nhiệt là gì ạ, nó cũng y hệt kim cương thật, làm sao các bạn biết được, đúng không? Nên là chúng cái này chỉ là đồ chơi test nhanh ngày xưa thôi, bây giờ nó không tác dụng. Tôi mua cái này trước khi tôi đi học về giám định đá quý các bạn nhé. Tôi học chuyên nghiệp năm 2014-15, và trước đấy thì tôi học rất nhiều chứng chỉ từ năm 2009-2010. Nói chung là những khi đấy tôi đã viết sách về giám định đá quý rồi mà các bạn. Thì tôi mua cái này còn trước đấy vài năm cơ. Nên là tôi mua, tính ra cái này tôi mua tôi không dùng, tôi mua tôi không dùng mà hàng chục năm. Tại vì là đến khi mình đi học mình biết là nó vô vị, vô giá trị, nhưng mà thấy các bạn lại còn bảo dạy tôi phải dùng bút này để đo đo đá các bạn ạ. Tức là người ta lừa đảo mà người ta còn dám đi hướng dẫn chuyên gia về cái quý giám định như thế nào, mình mới choáng. Nên là tôi clip này tôi lấy luôn ra để tôi cảnh báo, khuyên cáo các bạn là đừng bao giờ dùng máy đo độ dẫn nhiệt của kim cương để đo độ cứng, vì đấy là một điều rất nực cười. Thứ hai thứ nó chả liên quan với nhau, giống bảo bạn bắt con cá bạn thả nó đi bộ, bạn bảo xem nó có dãy đành đạch không, không ai làm trò ngược đời. Cho cá leo cây đúng không? Chúng ta vì mọi người không biết nên là lắm lừa đảo lắm. Chúng ta cũng không có luật về đá quý nữa. Không có luật về đá quý nên là các cơ sở bán đá nó lừa trắng trợn. Thậm chí nó dám vào hẳn cái kênh YouTube của tôi để hướng dẫn tôi làm thế này thế kia mới leo. Tôi nói luôn từ là leo tuét thì không biết, thì giờ cột nghe mà này không đi dạy chuyên gia giám định đá quý nên là như thế nào thì mới liều. Giờ các bạn nên tránh xa nhé, tránh xa các những cái người mà cầm cái máy này lừa đảo các bạn nhé, không bao giờ đo được độ cứng đâu. Nên tôi nhắc đi nhắc lại các bạn, đừng bao giờ dùng để đo độ cứng và đừng bao giờ dùng để phân biệt đá quý, nó không có một cái giá trị gì hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.